người đưa em về bên gia đình. Cô đẹp có giọng hát hay, là giáo lý viên người thầy Đức Minh Tư, và đã có thời gian tìm hiểu ơn gọi dòng tham hiến người chi. Cuộc sống cứ thế trôi đi, cho đến một ngày Linh thấy mình đã lâu không còn đến nhà thờ, không còn tham gia hoạt động tôn giáo nào, và tất nhiên không còn nghĩ gì đến chuyện trở thành một nữ tu. Giờ đây là một ca sĩ mới nổi, được sâu đó cô rạng rỡ chói lòa dưới ánh đèn sân khấu. Xin là có khỏe không? Hôm nay là lễ phục sinh đấy, con đi lễ chưa? Ôi mẹ ơi, mẹ không biết là con phải lo việc, lo bao nhiêu việc sao? Lễ lúc nào tiện con đi? Không lễ mà con lại có tiện thì đi. Con nhớ hàng tuần phải đi lễ chủ nhật nhá. Là sao lâu lắm mẹ không thấy con về con nhà? Con đã nói là bữa nay con bận mà mẹ. Thôi con cúp máy đây. Bực ghê, mấy cụ già ở nhà phiền phức quá. Alo, em chào sếp. Tối nay đi hát ở nhà hát lớn ạ. Dạ vâng, em sẽ đến đúng giờ. Em cảm ơn sếp. Alo, đi xe ô tô tôi hỏi sao? Giá bao nhiêu? 5 triệu. Ủa xì tên. Đấy là cửa thấy rộng ra mà chẳng có ma nào đưa tới.
Cũng may còn có các dì, mẹ cháu còn đang tính là xin vào nhà tình thương của các dì ở đấy, mà nó còn cả nhà cửa rộng rãi, còn cháu thì đông như quân mông, người ta cười cho. Lên, cậu gầy mà sao quá, không gặp chồng đỡ tốt nhưng bị ông rớt này nhà xóm ý. Tớ không xem phim được cái tin xong rồi dừng lại dòng. Mà Lên, tớ nghe nói thời gian gần đây, cậu thành công lắm à? Tuổi trẻ chân sướng, tự hào về chú Linh em đùa lắm. Chứ nó bảo chị đi cả mấy chân mà, sao lâu dưới ấy mà. Mình, sao mình được cả các gì nữa, mẹ làm muốn như thế. Đi mẹ hả cô? Ô mẹ, mẹ, cô đi nữa. Cô ở đây là đứa con. Mẹ cứ sợ là không được bỏ con nữa. Mẹ có lo lắng không? Có cần gì không ạ? Mẹ chỉ cần con mà. Mẹ, con đây. Mẹ đừng giận con nữa nhé. Con cũng khổ thân lắm mẹ ạ. Từ ngày xa gia đình, con không biết mà con đang sống hay đều sống với con nữa. Con nổi tiền cũng như con hạnh phúc. Con nổi tiền cũng như con nhìn mẹ. Mà con không biết nổi tiền để làm gì cơ chứ. Để rồi con không còn thời gian dành cho mẹ nữa. Linh ạ, ôi gì luôn. Dì còn nhận ra con ạ? Ôi da, cái máy của cô nổi tiếng khóc thì to to. Bọn trẻ nó ngư lộ cô lắm. Sao? Cuối cùng cũng chịu với con mẹ rồi hả? Dì ơi con... Dì nghe hết rồi. Dì từng là con đã về. Dì và mọi người nói cho con lắm. Sợ tiền bạc, rồi cả cái nhổ thứ tiền nữa. Nó nuôi con đi mất. Mẹ con và các dì và mọi người đã cầu nguyện cho con một nhiều lần. Dì biết con là đứa ngoan ngoãn hiền lành, chính vì thế mà lo lại chán lo. Thế giới ngoài kia không như những gì mình nghĩ đâu. Bề ngoài có thể đẹp thật đấy, nhưng nếu cha mang đến tịnh thèm, cái thèm cha bảo mình khi tôi với người ta phải nghĩ la với thế giới. Nhưng nếu con chưa được chuẩn bị đầy đủ mà con hỏi là không ăn đấy. Về phần cách gì, con hỏi sao cái gì sớm hơn gọi được thì hả? Đơn giản thôi con, tiền bạc các gì không có, nhưng bố các gì giàu lắm. Ơ, bố, bố nhỏ là gì? Lời cha chúng con ở trên trời, làm gì có ai giàu bằng chú hả con? À, gì vẫn nghe con nhảy quá ta. Các gì sống hy sinh tưởng nghĩa, là vì con thương Chúa Giê-xu, sống tình yêu quý với con ạ. Các gì sống vui tươi, là vì chẳng thể lo gì, có Chúa, con bề trên lo liệu cho tất cả. Chẳng tài năng, chẳng nói thế, nhưng mọi người đều quý vị, là vì mọi người yêu mến Chúa đấy con. Dì, con cảm ơn dì. Nhiều lần con cũng đã tự hỏi mình như thế. Nghĩ đến những thứ đó, con đã rất sợ. Giờ thì con hiểu rồi ạ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Linh của mẹ từ nay sẽ sống, sẽ chính thức sống mẹ ạ.
Viễn đã gửi tới toàn thể đại hội hôm nay. Và thưa các bạn rất thân mến, sau khi mà đón xem câu chuyện và quý gì và các bạn đệ tử gửi đến cho chúng ta, thì chúng ta cũng nhớ lại một câu nói mà cha giáo Đức Xe đã chia sẻ trong phần chia sẻ trước đó. Ngài nhắc về câu nói của người Viễn Tân, nói như thế này: người khôn nhìn chứng biết đại bàng, nhìn hạt giống thoáng thấy một cây to, và nhìn tổ nhân thoáng thấy một vị thánh.